Ok, hôm nay là tháng 2, ngày 23, 2024. Đây là nhóm tị nạn. Nhóm tị nạn đang đi ở LAX, chuẩn bị qua bên New Delhi, gặp Đức Đạt Ma đây. Trong nhóm thì có khoảng 20 người, nhưng mà nhóm bên đây đó là đi khoảng 10 người bên đây. Thôi bà giữ ra đồ chai cho bà đi, tại bà ăn chai. So hope you all have a great time in the new year, and if you get a chance to visit the Ramthala in India, then come see the Bhagavad Gama, and get a blessing from there. Thank you.